Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Realme GT Neo 3. Điểm đặc biệt là chiếc Neo 3 này đã được up sang phiên bản ROM quốc tế các bạn nhé. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm xem là cái ROM quốc tế này có gì, cũng như là kiểm nghiệm xem đa nhiệm của máy ra sao, hay là còn bị trễ thông báo hay không. Ok, bắt đầu nhé. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB nha các bạn, cộng thêm cả 3GB RAM nữa, tổng sẽ là 15GB này. Phiên bản Android 12, bộ nhớ trong 256GB. Về giao diện của phiên bản ROM quốc tế thì cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ có icon được chuyển thành hình tròn nhé. Đây, ví dụ chiếc máy bên trái của mình là chiếc Neo 2T này. Em này chạy ROM gốc thì cái icon nó sẽ hơi hình vuông một chút. Nhưng mà tất nhiên các bạn có thể tùy chỉnh trong phần cài đặt nha. ROM gốc thì bị rất nhiều tiếng Trung Quốc luôn, còn ROM quốc tế thì không, sạch sẽ luôn. Giao diện các thứ này cũng giống nhau thôi các bạn nhé. Điểm khác biệt là ở phiên bản ROM quốc tế ấy, thì cái phần game space của máy sẽ đơn giản hơn. Đây, nó cũng chẳng có gì cả. Đấy, nó chỉ này thôi, rất đơn giản các bạn nhé. Trong khi với phiên bản ROM gốc này, game center toàn tiếng Trung, xong còn bị quảng cáo cơ, nhiều khi bực phết đấy. Và khi mà vào game thì giao diện của game space cũng sẽ hơi khác một chút. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem luôn. Khi mà các bạn vuốt từ bên trái màn hình sang này, đó, giao diện của ROM quốc tế. Còn đây sẽ là ROM Trung Quốc, nó sẽ nhỏ hơn một chút nhỉ. Nhưng mà khi mà các bạn chọn vào cài đặt hiệu năng này, đấy, nó sẽ to ra và rất là trực quan luôn, full tiếng Việt. Ngoài ra thì với phiên bản ROM quốc tế ấy, chúng ta sẽ có một tính năng cực kỳ hay luôn. Các bạn chọn vào trạng thái hệ thống này, đó, nó sẽ có một cái thanh ở đây thể hiện FPS, GPU cộng với cả phần trăm CPU. Chạm vào để thu nhỏ này, chạm vào phòng to, rất là ok luôn. Kéo đi đâu cũng được. ROM Trung Quốc thì sẽ không có các bạn nhé. Cả hai em này thì đều sẽ có chế độ GT. Để mình bật thử xem là có khác gì nhau hay không. Giống nhau thôi các bạn nhé. Về mặt hiệu năng của cái phiên bản ROM quốc tế này thì mình xin hẹn các bạn ở một video sau nhé. Mình sẽ làm một cái bài test game, sau đó là so sánh FPS với cả nhiệt độ với phiên bản ROM Trung Quốc. Đó. Chứ còn mấy video trước mình có chấm AnTuTu, nhưng mà mình rút ra là cái điểm số AnTuTu ấy là không quan trọng các bạn nhé. Mà bây giờ thì mình sẽ làm một cái bài test quan trọng hơn, đó là thử nghiệm xem đa nhiệm của máy thế nào, cũng như có bị trễ thông báo hay không. Rồi, mình sẽ tắt chế độ GT của máy nha. Đến với cái phần test đa nhiệm trước, cũng như trong game space này, mình sẽ bỏ PUBG Mobile đi. Đó, bỏ cả Tower Fantasy. Ok, tại vì mình sẽ test hai tựa game đó trong bài test đa nhiệm này mà. Tắt toàn bộ nha. Bây giờ thì mình sẽ mở một loạt các app đã. Mình sẽ lướt một chút để mà app có thêm data nha. Dùng như thật luôn. Đó, rồi mình sẽ vào trang cá nhân. Ok. YouTube thì vào xem một video bất kỳ nha. Ok. Nhà bên cạnh lại khoan rồi nên là hơi ầm, mong các bạn thông cảm nha. Messenger này. Ok. Chrome thì mình sẽ vào trang dân trí đi, đọc báo tí. Nói chung là dùng các tác vụ rất cơ bản thôi. Zalo. Shopee. Lướt tí Shopee đúng không? Bạn nào mà muốn mua hàng của Mobile City trên Shopee thì có thể lên đây mua nhé. Ok, vừa rồi là 6 cái ứng dụng cơ bản nhất thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở lại xem sao. Đây, tất cả ứng dụng thì mình đều không khóa nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử mở thêm một tựa game đi. Tựa game này thì đang rất hot luôn. Đó, mình sẽ vào game một tí này. Ok, rồi vào một tí thôi. Vào ra ngoài. Chúng ta sẽ thử quay trở lại nha. Facebook này vẫn giữ, YouTube vẫn giữ, Messenger vẫn giữ, Chrome, ok, Zalo, còn Messenger, Shopee vẫn giữ luôn. 6 ứng dụng cộng với cả một game. Mình sẽ mở thêm một game nữa nha, là PUBG Mobile. Có vẻ những cái ROM này đa nhiệm cũng khá phết đúng không? Ok. Đó. Vào trận nha. Vào trận nào. Quay trở lại này. Xem nào, Facebook vẫn giữ nha, YouTube, Messenger, Chrome, Zalo, Shopee, Tower Fantasy, quả, ngon không? PUBG,
Rom phải đăng nhập ổn ghê. 6 ứng dụng cộng với cả 2 game. Thêm một cái TikTok nữa nha. Mình sẽ lướt TikTok vài chục cái video đi. 30 cái video TikTok. Uầy. Cái chôm chôm hơi ngáo tí. Rồi. Được không ta? À, bây giờ thì game này phải lốt lại rồi. Rồi, nhưng mà PUBG vẫn giữ nha. TikTok này vẫn giữ. Quá ngon. 6 app cơ bản cộng với cả 2 game, em này vẫn giữ tốt nhá. Tới khi mình lướt thêm khoảng 30 cái video TikTok ấy thì Tower of Fantasy đã phải lốt lại rồi. Ok, tới phần tiếp theo là mình sẽ kiểm tra về cái trễ thông báo của chiếc máy này. Với tất cả các app mình test trong video ngày hôm nay nhá. Đây. Mình đều sẽ bật cho phép thông báo, được chưa? Cái Zalo này. Đấy, cho phép thông báo này. Hay là ở trong phần cài đặt của app đi. Thông báo bật hết nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ test với những thứ cơ bản nhất thôi. Nó sẽ là nghe gọi này. Ok. Ngay sau khi cái máy bên trái của mình có tín hiệu ấy thì bên phải cũng đã nhận được cuộc gọi rồi. Tiếp theo sẽ là một tin nhắn nha. Thường thì mình chưa thấy máy nào bị trễ cái này cả. Ok, đã nhận. Khoảng vài giây thôi. Nhưng mà nó không sáng màn hình các bạn nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là một vài bài test khó hơn. Chúng ta sẽ thử với Zalo đi. Mình sẽ tắt toàn bộ đa nhiệm nha. Không còn gì này. Ok. Và mình sẽ tắt màn hình đi. Ok, đã nhận được. Khoảng 4 đến 5 giây thôi các bạn nhé. Rất là ok. Tiếp theo thì mình sẽ gọi thường đi. Ok. Lên ngon luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ test với cả Messenger nha. Này, không có gì này. Tắt màn hình này. Ok, khoảng 2 giây lên luôn. Một phát nữa anh em nhé. Xem là có ổn định hay không. Đúng 2 giây. Ok phết nhỉ. Test thêm cái gọi FaceTime nha. À đâu, gọi video call. Ok. Chưa kịp bấm giờ thì nhận luôn rồi. Thêm một cái gọi thường nha các bạn. Ngon chưa? Rom này ổn phết nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ sang với bài test khó nhất đi. Đó là comment Facebook. Đó, mình sẽ comment vào một cái bài viết này để xem là mày có thông báo hay không. Ta nhận không gì này. Tắt màn hình này. Chưa thấy gì nha. Ok, sau khoảng 13 giây. Thử phát nữa nhé. Ok, lần này thì khoảng 9 giây. Tất nhiên là qua bài test nhanh vừa rồi thì không thể nào mà chính xác được 100%. Các bạn sẽ phải dùng thực tế cơ. Kiểu trong một ngày ấy, có thể nó sẽ thi thoảng mới bị miss thông báo. Nhưng mà thôi, dù sao test qua thì cũng kiểm chứng được phần nào đúng không nào. Và tổng kết lại với cái phiên bản ROM quốc tế trên chiếc Neo 3 này thì mình cảm thấy rất ok các bạn nhá. Đa nhiệm ngon này, thông báo thì không bị trễ, ít nhất là trong bài test của mình. Đó. Còn cái khoản hiệu năng thì như mình nói, hẹn các bạn ở video sau nhé. Mình sẽ test game trên chiếc Neo 3 phiên bản ROM quốc tế này. Vậy thì các bạn thấy sao về cái phiên bản ROM quốc tế của chiếc Neo 3? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất, mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn quan tâm. Rồi thì xin chào, bye bye.